chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ làm một cái máy cắt cỏ mini từ một cái động cơ sử dụng điện 12V DC nha các bạn. Cái động cơ motor này nó sử dụng điện khoảng 12V. Các bạn có thể sử dụng bình ắc quy hoặc là sử dụng pin 18650 cũng được các bạn. Chúng ta sử dụng pin thì chúng ta sẽ chọn hơn. Chúng ta sẽ bỏ vào được một cái ống mũ nha các bạn. Còn bạn nào không có pin thì các bạn có thể sử dụng bình nha. Các bạn tận dụng những cái ống mũ mà chúng ta xài còn dư đó. Chúng ta sẽ tạo thành một cái co như thế này. Các bạn kiếm một cái miếng sắt, các bạn cắt thành tròn và các bạn làm găng cho nó như gì nè các bạn, để cho nó cắt được cỏ tốt hơn. Xong rồi các bạn sẽ sử dụng cái miếng này, các bạn sẽ chạy găng và các bạn sẽ cho vào trong đây. Bạn sẽ dặn chắc lại như thế này. Ta sẽ có một cái máy cắt cỏ nha các bạn. Khi nào chúng ta không xài nữa, chúng ta sẽ tháo ra. Một cái công tắc để chúng ta tắt bật cho cái motor nha. Tắc này lấy trong cái bình đun siêu tốc này các bạn. Và một cái đoạn ống. Đoạn ống này để chúng ta cầm nha. Chúng ta cầm để chúng ta cắt á. Tùy theo cái các bạn sử dụng ống dài hay ống ngắn. Ở đây mình cắt cỏ ở cặp hông nhà cho nên mình không có cần phải sử dụng cái ống dài, mình sử dụng cái ống ngắn cỡ này là cũng đủ rồi các bạn. Các bạn sử dụng một cái dây điện, các bạn lon bên trong đây để dẫn điện nha. Này thì chúng ta sẽ gắn nó vào đây thì nó sẽ thành một cái co như thế này. Như thế này các bạn đưa xuống, các bạn cầm như thế này, chúng ta sẽ gà nha. Cỏ tới đâu chúng ta đưa tay gà, ta cắt tới đó nha, cũng rất tiện các bạn. Thay vì chúng ta bỏ những cái món đồ cũ này, chúng ta sẽ tận dụng để làm những cái thiết bị để sử dụng trong gia đình nha. Thế là xong các bạn ơi. Cái máy cắt cỏ mini rất là dễ nha. Sau khi tôi đấu nối xong, tôi sẽ đem ra cắt thử cho các bạn xem nha. Mình đã tìm thấy một cái đám cỏ ở đây và mình đã cắt trước được một mớ rồi các bạn.
làm như là chỉnh thăng các bạn ơi.